một tin rất là buồn đối với người dân ở Ukraine. Ở đây là khu vực uh, Donetsk, vùng Donbas, uh, nơi có đường biên giới uh, giữa Ukraine và Nga. Uh, vùng uh, Luhansk và Donetsk cả khu vực này được gọi là Donbass thưa quý vị. Phía Bắc là Luhansk, phía Nam là Donetsk. Thì ở tại vùng Donetsk này có một trạm xe lửa. Ở tại nơi đây hàng ngàn người dân theo lời yêu cầu của chính phủ Ukraine và kể cả lực lượng ly khai thân Nga nữa, bởi vì cái khu vực này gồm cả hai thành phần dân cư từ bao nhiêu năm nay họ sống không có vấn đề gì cả, người Nga lẫn người Ukraine. Thế nhưng từ 2014 tới giờ kể từ khi mà Nga chiếm lãnh vùng Crimea ở phía nam này đây, thưa quý vị, đây là Crimea. thì họ cũng muốn dành cái khu vực ở phía đông Ukraine luôn. Bởi vì họ muốn bảo vệ vùng phía nam và phía đông như chúng tôi đã thưa đó. Bởi vì Nga bị cái bệnh hoạn loạn tâm thần, nhất là Tổng thống Putin đó, cứ sợ là NATO sẽ sử dụng Ukraine để tấn công Nga qua hai ngã Nam và phía Tây của Nga. Chính vì thế họ bằng mọi giá là khuấy động chính trị của cái vùng phía Đông Ukraine tức là vùng Donetsk và Luhansk trong vùng Donbass. Thì nghe theo lời trong thời gian qua đó người dân ở vùng này họ vẫn ở đây nhưng mà bởi vì cái tình hình chiến sự bây giờ từ Kiev và Kharkiv chuyển xuống sang vùng phía đông của Ukraine. Đó là lý do mà lực lượng vũ trang Ukraine trong hơn 48 giờ qua liên tiếp kêu gọi người dân hãy rời khỏi bằng cách đó nếu mà họ theo Ukraine á thì họ chạy sang phía Kharkiv hoặc là vùng Lviv bên phía tây còn nếu không đó thì những người mà thân nga là họ sẽ chạy sang biên giới của nga ở bên đây thì trong lúc mọi người đang chờ đợi đó thì đây là hình ảnh tang thương vô cùng à, kể cả những người phụ nữ đang đưa trẻ em đa phần là người phụ nữ, người già và trẻ em cũng như là thiếu niên đang chờ đợi những cái chuyến xe lửa đưa họ rời khỏi thì bất ngờ một hỏa tiễn rơi trúng nhà ga ở đây. Đây là nhà ga của phía đông Ukraine mang tên là Khamatox. Tin tức đầu tiên đấy, bởi vì nó xảy ra vào khuya ngày hôm qua. Cho nên tin tức đầu tiên ghi nhận là chỉ có 39 người chết thôi, nhưng mà con số người chết bởi vì trong số này có những người bị thương nặng đó thì sáng ngày hôm nay à, chính phủ Ukraine tuyên bố đó ít nhất 50 người đã chết trong cái vụ hỏa tiễn này và hàng chục, hàng trăm người khác bị thương, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Thì đây là một lần nữa thế giới lên án Nga, Nga lại nói rằng họ chỉ nhắm vào quân đội ukraine thôi họ không nhắm vào thường dân họ chỉ nói như thế thôi nhưng mà có một cái bức ảnh được ghi nhận ngày hôm nay thưa quý vị để cho thấy rằng à, việc mà tấn công như thế này à, đây là một cái à, hỏa tiễn rơi còn sót lại và trên đó có hàng chữ vì trẻ em bằng tiếng nga để cho thấy rằng cái tình trạng mà chiến tranh này đang gây ảnh hưởng và cái vụ tàn sát nữa nhất là những thường dân và điều đó để cho thấy rằng cái tiến trình đàm phán hiện nay đang bị cản trở nga thì nhất định cứ phủ nhận tất cả những cái trách nhiệm liên quan đến cái vụ giết hại thường dân mà chỉ đổ lỗi cho ukraine họ nói rằng là do lính vũ trang ukraine tập trung ở những cái địa điểm mà họ thả bom và pháo kích thôi chứ họ không biết được nơi đó có đông thường dân hay không thì phần, phần lớn nga đưa ra những cái lời biện minh biện luận như vậy cho những vụ mà giết hại thường dân cao như thế này